Mục đích của việc xây dựng đề án phát triển nông nghiệp bền vững trong toàn bộ vùng hưởng lợi của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và hồ sông Cái là đánh giá tiềm năng đất đai của vùng đất này. Qua đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ ban hành chính sách kêu gọi các nhà đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất. Đồng thời, ngành nông nghiệp tỉnh tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thích nghi cao nhất đối với từng loại đất, đặc biệt kết hợp với công nghệ tưới tiết kiệm nước và phương thức canh tác hữu cơ tuần hoàn. Được biết, hiện tỉnh Ninh Thuận có hơn 14.000 hectare đất canh tác đang hưởng lợi trực tiếp từ công trình thủy lợi Tân Mỹ.